Rồi, mình xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh pin điện gia dụng của mình nha. Nay mình về được mớ máy anh em. Lên clip cho anh em mình xem. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Kênh mình bán thì có hai hình thức thôi, anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship. Còn anh em ship code là anh em nhận hàng trả tiền thì anh em phải chịu tiền ship nha. Anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Đấy, tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha anh em. Nói chung là cái tiền ship là anh em nghe kỹ giùm mình. Anh em nhận hàng trả tiền thì anh em chịu tiền ship nha. Vì anh em tới chỗ rồi cái nói tiền ship này tiền ship đó, nó vậy. Rồi mất công là điện tới điện luôn mất công lắm nha anh em. Đấy, mình nói anh em chuyển khoản mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em chịu tiền ship nha. Đây là một con Toshiba nè anh em, mình vô nha. Con Toshiba 3 đẹp đang can anh em. Ốc tán nè, 7 màu hết. Toshiba. Cái này là điện 100V. Nó 5.2A anh em. Là 510W nè. Đấy. Con này quá xuất sắc nha. Để anh em thấy ốc tán của nó là cực kỳ luôn. Đẹp tinh con ốc. Đây nè, cực kỳ êm nha, êm luôn. Đấy, quá đẹp luôn nè, cực kỳ luôn, đẹp từ con ốc Toshiba nghe nè, rửa một tách nha. Đấy. Cây số 1. ba trăm rưỡi. Mình hôm nay mình đi bãi mới về tới luôn nè anh em. Về tới lên clip máy kêu bằng là máy bữa nay là nó cao hơn 100.000 một cây hết nè anh em, tất cả luôn á. Rồi bây giờ gắt dữ lắm. Đấy, cây số 1 350 nha anh em. Đây, cây số 2 là một cây. Đấy nè, một cây mài luôn. Đấy. Một cây mài Hitachi nè. Cây này là điện 100V. Nó 590W nè. Đấy. Mình này cũng xài một tách nha anh em. Tách nha. Cái này là mà anh em nào mua mình cho mấy con ta tán vô đằng xia giữ lửa nha. Đấy. Con này Hitachi nó thon nè, nồi đồng cối đá nè anh em, nó bóng cái dạng nó y như y chang inox luôn nè anh em, phải nói là không có đường xét, không có đường hư gì hết trơn, quá cực kỳ luôn. Giờ anh em lột miếng giấy này ra là ok. Nồi đồng cối đá tay thon, cầm vô nhẹ re anh em, cầm vô nó hay lắm. Đấy, đây anh em. Đấy, cây số 2. Cái này là anh em nào mua mình cho cái đồ giữ lửa nha. Đây không có mất công chuyện rồi, đây không có đâu, đây không có. Rồi. Đây mất rồi.
cây số 2 350 nha anh em. 350. Đây cây số 3 này cũng một cây Hitachi đây anh em. Cây này là Hitachi đời cao nè anh em. Cây này là điện một 100V 750W nha anh em, lưỡi một tấc. Đấy. Nè, Hitachi nè anh em, Hitachi. Thế hệ sau. Thế hệ trước là Hitachi, thế hệ sau này nó là Hitachi. Cái này là cực kỳ anh em. Đấy. Ok nha anh em. Đấy. Cây số 3 370.000 nha anh em. Tiền nào của nấy thôi. Cây số 3 370.000. Đây, cây số 4. Cây số 4 là một cây là Hikoki nha anh em, cũng đời cao nha, nó cũng từng nằm nhóm Hitachi. Đấy. Anh em nào mua mình rồi cũng dẫn cho tán vô đây, đây ép lưỡi nha, kẹp lưỡi. Đấy. Cây này là điện 100V 720W nha anh em. 720W. Đấy. Đời cao không à. Đấy, ốc sáng rồi, dạng lườn anh em. Dạng ZQ luôn. Đấy. Cái số 4 350k nha anh em. Hikoki. Đây Hikoki cây kia nè anh em. Hikoki. Hikoki Hitachi, Hitachi là một hãng một nha anh em. Đấy. Cái số 4 350. Đây cây số 5 là một con vít nha anh em. Đây, mắc kênh ra băng 35W nha anh em, điện 100V. Này dành cho những anh em nào sửa điện tử là quá ok. Dặn đồ nhẹ anh em. Cực kỳ. Đây, vậy là nó không chạy nha anh em. Đó, anh em phải bật ra. Đấy. Nhận xuống mới chạy nha. Đấy, nhận xuống anh em. Đấy. Cái này rất ok, nhận xuống. Đó, đảo chiều trên nè anh em, đảo chiều. Để ngay giữa là không chạy nha. Đấy, ngay giữa là không chạy. Nó trên dưới. Đấy. Đấy, quá ok. Rồi. Cây số 5 300 nghe nè. Cây số 5 300. Đây cây số 6 là một cây fan đây anh em, một cái fan Ruby xem nó mờ mờ. Cái này là điện 100V, nó 250W nha anh em, 250W, nó có 20 cấp trượt nè, 20 cấp trượt.
Đây. 20 cấp trượt, 1 cấp phanh. Anh em, đấy đều tốc quá ok nè anh em. Đấy nhúc nhích luôn nè. Đấy. Đảo chiều nè anh em, đảo chiều. Đấy. Đấy, quá ok nha anh em. Cấp được nó nè. Đấy. Lên nè anh em. Cấp 15 là mạnh rồi đó. Cấp này là cấp 20 là nắm không nổi nha anh em. Còn anh em chuyển qua cấp phan nữa thì thôi, vô địch. Đấy. Con này nó cấp 1, cấp 2 nè anh em. Đấy, 1 2 nha. Đấy. Quá ok, đảo chiều 1 2 đầy đủ. Đấy. Lúc này hàng lúc này rất căng lắm anh em ơi. Anh em thấy phù hợp thì anh em alo đi. Càng ngày càng lên, không có đồ là nha anh em, không có đồ luôn nữa. Đồ lên 100 ngàn một cây, mỗi một món. Cây số 6. Cây số 6 350 nha anh em. Cây số 6 350k. Đấy. Cây số 7 là một cây cưa lộng nha anh em, một cây cưa lộng Makita. Đấy. Bén ngót thôi anh em. Cây này là điện 100V. Nó 390W. Anh em thấy nước sơn của nó nè. Cơ bản là chưa tẩy xước gì luôn. Chưa tẩy xước gì lên anh em. Ấy nó còn bé, mới cứng. Ok đó nha. Đấy. Nó có lưỡi nó có sẵn luôn nè. Đấy. Anh em muốn lộng gì nó lộng anh em. Quanh cua. Đấy. Cây số 7. Cây số 7. 350 nha anh em. Cây số 7 350. Cây số 8 là một cây phan nha anh em. Đây cây phan Hitachi. Đấy. Cây này là điện 100V, nó 700W nha anh em, đầu kẹp 13 ly. Đặc biệt cây này có thắng từ nha. Đấy. Nó có thắng từ nha anh em. Đây. Đấy. Đấy, thắng anh em. Bỏ buông ra là thắng. Đấy, buông ra thắng. Thang chưa ấy nè, chở từ từ là thang rồi, thang cái là thắng đấy nè, thắng à. Đấy, đấy thắng ngon lành luôn nè, thang có thắng luôn. Đấy, đầu kẹp 13 ly luôn. Cây số 8 350k luôn em. Cây số 8 350k.
cây số 9 nè anh em. Cây số 9 là một cây cưa kiếm nè. Cưa kiếm này anh em chỉ là mà bật ngang là cái gắn lưỡi vô nha anh em. Đây. Đấy rồi buông ra là nó cứng ngắc. Đấy, buông ra là nó cứng ngắc rồi. Đấy. Cưa kiếm Hitachi nè anh em. Đấy. Cây này là điện 100V. 320W nha anh em, 320W. Anh em mua quá mướt chưa? Đấy. Bóp nhẹ chạy nhẹ anh em. Đấy, bóp nhẹ chạy nhẹ nè, đấy. Bóp mạnh chạy mạnh đó anh em nè. Nó là cực kỳ nha anh em. Nó điều tốc bằng cò nha. Bóp nhẹ chạy nhẹ, bóp mạnh chạy mạnh. Đấy. Bóp mạnh chạy mạnh. Đấy. Chạy nó luôn. Quá dữ. Đấy. Cây số 9 cây số 9 này 550 nha anh em, 550. Đây cây số 10 là một cây cây phang anh em, dù phan mà anh em muốn đấy, cái này anh em kẹp muốn mài khuôn mài khiết gì tùy anh em luôn được luôn đó. Cây này đặc biệt nó là điện 110V đến 220V nha anh em, 500W, nó từ 110 đến 220 nha, riêng điện gia đình mình xài ok nha, nó có cấp điều tốc nè. Đấy, bây giờ mình đang xài là điện 100V thành ra là cái điều tốc của nó là lên cấp lớn nó mới chạy nha anh em. Đấy, anh em nghe kỹ giùm mình nha. Đây mình mở nè, đấy cấp nhỏ là chạy không nổi, đó lên cấp lớn nó mới chạy. Đấy, nó mới đủ đô mới chạy. Đầu giảm nè anh em, giảm, đấy giảm, giảm, đấy giảm, giảm nhỏ quá nó chạy không nổi nè anh em, nhúc nhích nhúc nhích nè. Bây giờ điện 100V anh em ghim 220 là nó dân là nó 6 số là ok hết. Đấy, ghim 220 là nó ok, là nó số của nó hoạt động là ok hết. Cái này mình điện 100V. Đấy, cây số 10, cây số 10 500 nha anh em, cây số 10 500k. Cây 11 đây anh em, cây 11 là một cây đánh bóng đánh bát vậy nè. Anh em nào có xe đánh bóng đánh bát xe vậy đó. Cái này mình chở nó hơi cấn, nó hơi mớp mớp chỗ này miếng, từ từ trả lại nha. Mình chở nó cấn. Đánh bóng đánh bát xe vậy đó. Đây cây này điện 100V. Nó 60W đó anh em, 60W đánh thoải mái luôn, khỏi sợ tốn điện. Đấy. Khỏi sợ tốn điện, tốn nước gì hết. Xe 2 bánh 4 bánh anh em, nói chung anh em cần cái gì đánh bóng là em này vô. Cái này đánh bóng thì anh em cứ mua cái miếng vải, cái túi rút vải về để vô là xong anh em. Đây. Ủa. Đây nè. Đấy, đây cái chạy em đua. Đấy. Đấy anh em. Này về đánh bóng là ok nè. Đấy. Đấy. Mọi hình em đó là phải nó quá đẹp anh em, quá đẹp nha. Đấy.
Nên đẹp chưa? Đấy. Cái số 11. Ba trăm rưỡi nha anh em. Số 11 ba trăm rưỡi. Cây 12 là một cái bào đây nè. Một cái bào Toshiba. Cây này là điện 100V. Nó 410W, lưỡi 82 nha anh em. Đây, đẹp len keng nè anh em. Ốc 7 màu luôn nè. Đẹp len keng luôn, len keng xà beng. Đấy. Cái này nó gì đây? Rồi nó có cái lục giác này anh em, lục giác này để anh em để mở lưỡi ra mài giữa. Cây 12 450 nha anh em. Cây 12 450. Cây 13 là một cây mai, một cây bào Hitachi nè anh em. Bào Hitachi. Đấy. Lưỡi này nó là ok hết anh em. Lưỡi là ok hết nha. Đấy. Cây này là điện 100V. Nó 6A đó anh em. Nó 6A 570W, lưỡi 82. Đấy. Anh em thấy ngoại hình em nó nè. Đấy, quá ok nha. Quá ok luôn. Đấy. Chỗ này nó có dính dính miếng keo này, về lòi lọt keo lọt ra anh em. Keo. Lọt ra cái xin này máy đẹp nè. Máy này nói chung là toàn bộ là ok hết chứ không có gì. Đây. Đấy. Cái số 13 550 nha anh em. Số 13 550. Cây 14 là cũng một cây Hitachi đây nha. Nó cũng khác màu thôi. Đấy. Cây này điện 100V, nó cũng 6A 570W đó anh em. Đấy, cũng lưỡi 82. Đấy. Đây. Len keng anh em. Đấy, lưỡi này nọ là ok hết. Đấy. Làm theo cực kỳ không? Cọng dây này có, nó có khúc nối này mà anh em nào mua mình sẽ gắn cọng dây khác vô nha. Là nó không còn có khúc nối này nha. Mình gắn cọng dây khác vô cho nó đẹp nha. Trên bãi nó nói vậy là mình gắn cọng dây khác vô. Đây nè, mình cũng gắn dây nhật nha nè. Đấy. Đấy, ngon lành. Cái số 14 550 nha anh em. 550.
số 14, 550. Số 15. Số 15 là một cây cưa. Một cây cưa Hitachi nha anh em. Đấy, cây cưa Hitachi điện 100V, 1050W. Nó là C7, lưỡi của nó là 185 đến 190. Đấy, tem nó cũng hơi xước sắc nha. Đấy. Quá ok cho anh em. Đây, lưỡi nó chỉ cắt một hai đường mỏng mỏng nè. Đấy. Đế nó nè, đây nghiêng cao thấp đồ đầy đủ hết trơn nha anh em. Cực kỳ bốc nha anh em. Đỉnh nha anh em. Đấy. Đây anh em. Quá ok chưa? Cái tem nó gì nè, anh em phái để không phái lột ra. Đấy. Đây mình tép lửa củi luôn để anh em hô lửa củi này nọ mất công. Đây là lửa nè anh em. Đây mình tép lửa cho anh em xem luôn nè. Nó là quá đỉnh luôn. Cây 15. Cây 15 500 nha anh em. Cây 15 500k. Đấy. Cây 16 là một cái thùng nè anh em. Một cây 16 là một cái thùng. Đấy. Đây, dứt cho nó nè, dứt đầu khía nha anh em, dứt đầu khía mà nó có cái thùng. Đây cuộn dây là cuộn cuộn này nha. Cuộn dây cuộn cuộn luôn. Đấy. Dứt nè, có thùng luôn. Dây này dài cả chục mét nữa nè. Đấy, thắng là bập bập luôn nha anh em. Đấy, anh em thấy nó thắng không? Thắng cốp cốp. Nãy đảo chiều được, giờ đảo chiều không ăn. Đấy. Anh em nào mua mình bao anh em cái đảo chiều nha. Đảo chiều mình bao chạy luôn nha. Cái này là chạy vô đảo chiều cho nó. Nãy mình thử nó chạy, còn đảo chiều nó không chạy. Rồi, mình bao anh em là đảo chiều được luôn. Đấy. Mình bao anh em về anh em xài đúng như mình nói đồng vàng, đầy đủ chức năng. Đấy. Cái này nó có nói là cái này nó điện 100V 360W nha anh em. 360W nha, dứt tục khía nha, có thắng đồ ok. Móc đeo đồ đầy đủ nha. Đây mình sơ qua cái đây anh em. Đấy. Đấy, nó có cái mũi dít sẵn nè. Đấy. Anh em nào mua mình bao cái con này là nó đầy đủ nha, đầy đủ chức năng nha. Nó có cái thùng gì luôn nè. Đấy. Thùng dây. Dây chạc đồ. Dây cả chục mét nữa anh em. Cái số 16. 650 nha anh em. 650. Nội cái thùng 100.000 cộng dây 200 anh em. Đó vậy. Dây chục mét mà. Đây, tiếp theo là một cây cưa xích đây nha. Cưa xích Ruby nha. Cưa xích Ruby, đây lam liếc rồi nè, ok nè anh em. Đấy. Lam của nó đây, Ruby nè anh em. 360 nè. Đấy. 360 mm nè.
đây 360 ml đấy, đây anh em, đấy đấy, cây này là điện 100V 1150W nha anh em. Đấy, nó 3 tấc 6 nha, làm 3 tấc 6. Cái này về anh em vô miếng dầu là ok nha, vô miếng dầu anh em. Vô miếng dầu là lụm. Đấy. Để lâu ngày vài tháng vô dầu mỡ rồi anh em. Phải vô dầu mỡ rồi. Đấy, làm nó. Đấy, ngon lành cho anh em. Đấy, Ruby. Đây Ruby luôn. Đấy, hàng của nó. Cây 17. Cây 17. 600 nha anh em. Cây 17 600k. Cây 18 đây nha, cây 18 là một cây, cũng một cây cưa xích điện 100V 1050W, lam của nó là lam 30 nha anh em, lam 300 nha. Đây, lam 30, lam 300. Đây. Đấy, cái này là mình chưa vệ sinh luôn nha anh em. Cái này là mình chưa vệ sinh nè, giờ trù sơ cái cây này là dạng cái cây chưa xạ thôi. Đấy. Đấy, làm 30 luôn, quá ok nha anh em. Đây, đấy. Ngon lành trình đạo luôn. Thằng là chưa không, mình không có chùi. Về vậy là mình mới đi cái rọt về tới nhà là mình lên clip luôn nè nè. Đấy. Cây 18. Cây 18 600 luôn anh em. Cây 18 600 luôn. Cây 19 là một cây mài hai đá nè anh em. Đấy, mài hai đá. Đây nó vậy là bên đây đó. Bên đây nó không có đá nè anh em. Đấy, cái này hơi công coi anh em về sửa lại sơ cái nha. Đấy. Đấy, cái này là điện 100V. Nó 120W nha anh em. Đá của nó đá 1,5 tấc nha anh em. Đá 1,5 tấc. Đấy anh em. Này xài gia đình là phải nói là quá ok nha. Đấy. Xài gia đình xài lật lật rồi anh em. Anh em không có nghe tiếng nó chạy luôn anh em. Đó anh em chạy không có nghe tiếng. Nó chạy phải nó im ru. Cực kỳ im. Này anh em về mua viên đá vài chục ngàn gắn vô anh em. Nói chung mình đây là không có đá, thì có đá mình cũng gắn vô cho anh em luôn. Đấy. Cây này nó chạy im, cực kỳ im anh em. Đấy. Chạy mà anh em thấy nó chạy mà để cái máy là nó không nhúc nhích gì, nó chạy quá im rồi. Nó cực kỳ im luôn. Đấy.
Vậy anh em mua viên đá bỏ vô cái là xong. Hoặc là anh em muốn đánh cước thì anh em mua miếng cước để vô. Đấy. Cây 19. Cây 19 650 nha anh em. Đây cây 19. 650. Để các bạn xong rồi. Đây nè, đây một cây bàn nè, đấy các bàn của nó Hitachi nè, đấy khủng hơn nè, khiếp chưa? Đây để mình đấy cây các bàn Hitachi đây nè, lưỡi của nó là nè, lưỡi bãi còn dính luôn là nha, cái lưỡi này nó còn nguyên luôn nè, chưa có cắt gì luôn nha, lưỡi bãi luôn nè Hitachi về viết rồi. Đây. Đây nè. Đây. 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 Nó cực kỳ luôn nè. Đang chưa? Đấy. Tôi kẹp nhanh nha anh em. Tôi kẹp nhanh nha. Đấy, tôi kẹp nhanh. Để xuống vậy là anh em xây vô cái là cứng ngắt. Đấy. Cây này là điện 100V, 1450W nha anh em. Lưỡi của nó là 355 nha anh em. Đấy. Lưỡi 355, đây nó có chốt gài lưỡi đây nè. Đây nó gài cái là anh em tháo lưỡi là ok. Đấy. Cái bàn của nó cái cưa này thì anh em biết rồi, cái độ xài không bao nhiêu nha anh em. Đấy, sắt của nó thì anh em khỏi phải suy nghĩ nha. Bàn này nó cứng phải nó rất chuẩn nha, chuẩn lắm. Đây, giờ mình kiếm điện nghe nè. Cây này phải nó quá chất anh em. 355. Đấy. Đây nè. Phải nói là quá ok luôn nghe anh em. Đây mình làm phát nữa nè. Nó chạy im một cái một anh em. Cầm vô cái máy cái độ im của nó phải nói im ru. Đấy, Hitachi 355 điện 100V. Cái dòng tua của nó là để là 3.800 anh em, 3.800 vòng trên phút đấy. Đây anh em thấy cái bàn của nó quá ok nha, nè anh em thấy không, xâm cảo hết này nè. Đây nè, đây xoay qua xoay lại cho anh em xem cho nó tỉ mỉ hơn đấy. Cái tô này xây được nha, đây xây 45 độ rồi có nè. Cái bàn sắt anh em thấy cái độ sét của nó chưa có gì hết trơn á anh em. Hitachi nè, đấy, lưỡi của nó nè. Lưỡi đen ken luôn, lưỡi của Nhật luôn nè anh em. Lưỡi chữ Nhật không nha, lưỡi này của Nhật luôn nè. Ở bãi giờ về nó dính cái lưỡi, lưỡi này vẫn còn chuẩn nha. Lưỡi này vẫn còn ok luôn nha anh em. Cắt về là cắt anh em cắt ok luôn đó nha. Đấy. Cây số 20. Cái này nó là 355 nha anh em, 355 nha. Bây giờ lúc này mà được cái máy mà đẹp như vậy, máy cỡ này là đẹp rồi anh em, không muốn hơn nữa hơi khó rồi đó. Cây 20. 1 triệu. 1 triệu tư nha anh em. Đấy.
Lúc này ở bãi mà vớt được một cái cưa vậy là phải nói là ngon rồi anh em. Đây nè. Đấy. 355 1 triệu tư nha anh em. Đấy. 1 triệu 400 ngàn. Rồi, clip mình nay có nhiều máy đó anh em. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình nha, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh. Anh em nào đăng ký rồi cho một like anh em để anh em nhận như những cái video tiếp theo dễ dàng hơn nha. Thôi chào anh em nha. Hẹn anh em lại clip sau.